Rồi em chào tất cả anh chị em nha. Hôm nay đóng mấy đồ đi anh chị. À có chú một bộ bốn sắt nè, không? Bốn sắt với bố T170 nè. Con có để ốc đây cho chú luôn rồi đó. À có chú là hai bộ tay ga. Cái này về rửa sơ lại chú, con rửa rồi liền cái chỗ này quên chà nó sao. Thấy không? Bán rửa chú hết luôn rồi đó. Chứ người ta bán người ta không rửa đâu. Nè, rồi hai bộ tay ga bóp. Anh chị thấy cái bộ tay ga mà có cái chữ này là tay ga bóp đó anh chị. Anh chị lấy cái điện thoại dịch là nó ra liền à. Đó, thùa, vùa thỏ. Rồi, cái này của chú ống 26 hết nha chú. Rồi cái dạng này bự nè. Cái dạng này là ống lớn đó chú, cái này là 19 đó, còn này là như nó 18 á. Cái này của VinWatt á. À, của chú có tay ga nè. Nó cái tay ga này không con bán đây cũng 30 rồi, tay ga Vin đó chú. Cái nóc này. Đó. À còn hai bộ này có cái anh kia nè. Hôm qua có chú kia mua trễ. Rồi tại vì vừa đăng lên là người ta mua mất tiêu rồi. Hai bộ tay ga bóp. Chứ bữa nay thấy cái đầu máy này bán cho cái anh khách kia. Cái dòng này bền lắm anh chị, nhưng mà nó sao vệ sinh cực quá, em làm biến em bỏ mấy cây luôn. Bỏ cái mã đóng vậy nè. Đó, nhưng mà chút em lấy cái bộ nghe khác cho anh nha. Máy em bán là em bao mở bê tông ra để chú mở bê tông ra. Dòng này nó bền hơn cái dòng này mà anh chị chạy quên nhớt là khoảng chừng 2 lần nó mới đứt, chứ không thôi không lấp nha. Lấp bê tông chứ không lấp lòng. Cái lòng cứng lắm. Anh khách này anh xài anh biết á. Tại vì anh đòi mua cái lòng mà cái lòng không hết 350 400 ngàn rồi, đúng không? Rồi chụp dục IC nữa. IC hết bà nó 250 rồi. Nó bán hết này cho anh. Áo anh áo là như áo gì đó, bình xăng đó để chú thử bình xăng có sử dụng. Xong chú giả xì bo này ra. Chứ bữa nay đóng này đi cho thầy nè. Chứ chúc tặng thầy cái chén này luôn, để thầy khoác dao rồi bỏ chén này vô. Cái nè. Tặng thầy luôn nè. Để chú phan cái lỗ này ra 12. Đó, còn máy này sửa người ta. Chứ người ta còn cây này chưa làm kịp luôn chưa. Ai đóng gửi mấy đồ hôm qua đi. Cái máy này cho anh khách. Cái này cái ta nó cao phải không ta? Tanaka bữa nay mới đi hả? Cái này Tanaka phải không? Đúng rồi, mới đông qua. Em thiệt luôn á, Tanaka này nó bền, em bảo đảm không thua Mitsubishi T170 anh chị. Em dám khẳng định có thể là nó hơn luôn. Em là máy là em biết, em nghe tiếng máy là em biết. Rồi. Thôi em chào nha. Cái gì chú xem clip lại chú. Này của chú là máy này nè.